Và bánh kem rất là đẹp luôn ha. Ngày ngày sinh nhật của bác Năm ha. Ở này học chương trình rất là hay nha. Cảnh cực cay vậy ha. Bài xoay là phô bánh kem là cảnh. Chú Chánh hiểu ý anh em á. Nên là chú Chánh mở đèn cho anh quay. Qua có một bánh kem trên đồng tiền. Bánh kem để cúng cậu Năm. Cô cũng là người đầu tiên buổi sáng này luôn. Anh quay cho tao. Ba ăn cho cậu nhà nè ba. Đọc nó ra. Dạ, trái cây của cô Lùng Mỹ ngày hôm qua gửi cho cậu Năm rất là đẹp ha. Vừa trái cây vừa hoa luôn ha cả nhà. Thì anh Giàu cũng đại diện anh em YouTube vô thắp hương cho cậu Năm nha, buổi sáng. Chúng là anh Giàu là lớn tuổi hôm nay đại diện cho anh Giàu vô thắp hương cho cái đại diện nhà này. Thôi, chuyện anh Giàu thì anh lớn tuổi hôm nay đó, anh Thái cũng mang về em ra rất là đẹp không? Kem đẹp. Đâu cần để cho anh. Hôm nay bàn thờ của cậu Năm có rất nhiều trái cây hoa như là những cái bánh sinh nhật của khán giả gửi tới cúng ở cuối năm của chú chị. Chị là người mà ở bên chồng. Các cô chú anh chị ơi, thì hiện tại bây giờ là phía trong cũng có chú Chánh nha cô chú. Sáng hôm nay thì cũng có cô khán giả gần nhà cũng mang cái bánh kem rất là lớn đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh sáng sớm ngày 10 tháng 12 nha cô chú anh chị. Dạ thì vừa rồi là chị Loan và chồng của chị Bùm Bùm cũng đi chợ mua rất là nhiều hoa nha cô chú. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của chú nghệ sĩ Bùi Linh nha cô chú anh chị. Đó thì sáng sớm chị Loan cũng tất bật đi ra chợ mua hoa trái cây để về thắp hương cho ba. Thì buổi chiều ngày hôm nay là 4 giờ chiều là chị Loan cũng sẽ là tổ chức sinh nhật ở trên mộ chú nghệ sĩ Bùi Linh nha cô chú anh chị. Các cô chú thì sáng sớm chú Chánh cũng tất bật là bán hàng cho khách nha cô chú. Thank you.
Cô chú anh chị thì hiện tại bây giờ là cô khách cũng mua hàng xong và đi ra nha, về nha cô chú. Dạ. Đó cô chú ơi, thì hiện tại bây giờ là cũng còn rất là sớm nha cô chú. Thì buổi sáng sớm cũng có là hai vợ chồng của cô chú cũng đến mua những cái món hàng để ủng hộ cho chị Loan. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 10 tháng 12 nha cô chú anh chị. Đó thì theo như cái thông tin của em được biết cô chú, thì buổi chiều ngày hôm nay các anh chị nghệ sĩ cũng sẽ là lên mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh đó là tổ chức cái sinh nhật của chú nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. Dạ cô chú anh chị và các bạn xem video cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Cô chú thì phía trước là anh nhân viên của chị Loan thì cũng vừa đến, thì anh cũng đi mua cà phê nha cô chú anh chị. Dạ cô chú ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay là em cũng có nghe là má Tư á, là cũng sẽ nói là buổi chiều ngày hôm nay là cũng sẽ lên mộ chú nghệ sĩ Vũ Linh để tổ chức sinh nhật cho chú nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. Thì với là chị Bình Tinh nữa nha cô chú,